vị có coi trên YouTube hoặc là vừa rồi Nguyễn Tiến Dũng cũng vừa mới thâu cho quay hình cho show của Đỗ Thanh Entertainment, cũng nhạc phẩm trích trong bộ phim của Trung Quốc, bài hát Tây Du Ký, còn gọi là Lý Con Khỉ. Xin mời quý vị thưởng thức sau đây. Anh chưa muốn mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Di Đà Phật. Đã mấy trăm năm nay mà được rất nhiều thế hệ yêu thích, bởi vì trong đó chứng tỏ được tài năng của một vị đại sư là ông Tam Tạng. Trong đó có một con khỉ, một con ngựa, một con heo, một con quỷ. Vâng, và hy vọng là vừa rồi cũng làm cho quý vị hài lòng.